vừa về cho các bác một mẫu sản phẩm siêu hot trên thị trường này các bác này. Vâng, một mẫu Mazda 3 dòng sedan. Một cái chiếc xe mà nó có khối động cơ chỉ là 1.5 thôi. Đen thùi lùi đây các bác này. Vâng, những bác nào mà thích màu đen, màu của sự sang trọng, màu của quyền quý, vâng, những chính khách Việt Nam cũng như nước ngoài là toàn sử dụng màu đen thôi các bác này. Đời 2019 thì các bác nhìn thấy được là nó đã lên ghế điện này các bác nhé. Đấy, ghế điện là xe siêu mới luôn. Đấy các bác nhìn này, ghế điện điều chỉnh đa hướng này. Từ cuối 2019 là không có ghế điện đâu các bác nhé. Mà nếu như một chiếc xe mà dùng ghế cơ ấy, nhìn chung là nó rất là khó chịu các bác. Dùng ghế điện nó mới thích. Vâng, điều chỉnh các hướng đa dạng. Và các bác nhìn này, chiếc xe này ghế da rất mới luôn các bác nhé. Ghế da rất mới luôn. Đời 2019 bản full này, luxury có cửa sổ trời này các bác này. Và được cái là bác chủ này. Đây, bác chủ cũng khá là ăn chơi khi mà độ một cái vô lăng thể thao rất là đẹp luôn. Cái vô lăng này cầm nắm nó rất là thích các bác nhé. Đây các bác nhìn này, cái vô lăng này. Em quay ở cái vị trí này để các bác nhìn này. Đấy, còi rất kêu luôn. Đấy, còi kêu luôn. Và sau đó là những cái tích hợp đó là Cruise Control đi ga tự động các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Phải nói rằng đây là một chiếc xe mà chắc chắn là các bác sẽ thích. Nhất là các bác thanh niên tuổi trẻ thì đi chiếc xe này mà có cái vô lăng này cầm nó rất là ôm và lái rất là sướng, đầm tay các bác ạ. Đời 2019 thì chiếc xe này đã lên phanh tay điện tử rồi này. Đấy, hộp số tự động này, các chế độ lái sport này, điều hòa tự động này, ghế da nguyên bản này, hệ thống loa âm thanh của chiếc xe này rất là hay, cam lùi, cam hành trình đầy đủ các bác nhá. Vâng. Chiếc Mazda 3 2019 này thì cũng vừa mới cập bến tại bên em thôi. Thì sẽ cho anh chị cái mức giá rất hợp lý, đó là chỉ là 490 triệu anh chị nhé. Vâng, 490 triệu cho cái chiếc xe Mazda 3 2019 phiên bản luxury này. Đấy, thì với Mazda 3 thì được ưu đãi khá nhiều những công nghệ. Từ việc đó là có chế độ i-stop, chế độ chống trơn trượt. Ghế điện, đấy, ghế điện thì chỉ có đời 2019 mới có thôi các bác nhé. Đấy, thì tất cả những cái tắp ni tắp lô xe đều bằng chất liệu nhựa da cao cấp. Một kính lái auto, gương gập điện tự động, rồi những cái nhấn, điểm nhấn trên cái chiếc xe này là những cái lớp nhựa sơn màu bạc, nhìn nó khá là khỏe khoắn. Và với Mazda thì nó là một cái chiếc xe mà nó thiên hướng về một cái ngôn ngữ thiết kế riêng, đó là ngôn ngữ polo thể thao. Nó nhìn nó rất là cá tính và vô cùng mạnh mẽ. Chính vì những cái ngôn ngữ thiết kế làm cho cái form dáng chiếc xe mà nó không bị lẫn với bất kỳ một sản phẩm nào cả. Có thể Mazda nó có khoang nội thất không được như ý người sử dụng, đó là nó hơi chật một chút, đúng không ạ? Nhưng đổi lại thì Mazda lại mang đến cho người sử dụng đó chính là form dáng đẹp. Đấy, trẻ trung, năng động và vô cùng là cá tính. Các bác có thể nhìn thấy cái form dáng của chiếc xe này, em quay ở chiều hướng này. Đấy đúng không ạ? Nó rất là đẹp luôn. Đấy, màu đen này là cái màu mà cũng rất nhiều bác thích hợp với cái bản mệnh này. Cái màu đen thì nó là một cái màu mà nó có phù hợp với nhiều bản mệnh và nó thích hợp với nhiều người sử dụng. Được cái thì một dàn lốp thì chiếc xe này, đây các bác này, bác chủ là chơi hẳn một dàn lốp Michelin này. Đấy, đây một dàn lốp Michelin mới thay xong. Các bác mua về đi chỉ việc đi thôi. Đấy, đây là một cái điều mà các bác, đây nước sơn đen bóng luôn các bác nhé. Nước sơn đen bóng luôn, dàn lốp Michelin vừa mới thay xong. Quả lốp này nó rơi khoảng tầm hơn 4 triệu một quả đấy các bạn, không phải chuyện đùa đâu. Đấy, với cái khối động, chất lượng động cơ của những dòng xe Nhật này cũng được đánh giá rất là cao. Đó là động cơ chỉ là 1.5 thôi, công nghệ máy Skytit. Thì đây là một khối động cơ vô cùng bền bỉ và cực kỳ là chắc chắn các bác nhé. Đây các bác nhìn này, chiếc xe đẹp không ạ? Vâng, form dáng của dòng Mazda 3 phải nói rằng không có điểm chê và không có tì vết luôn các bạn. Đèn được thiết kế đó là full LED và giải bi ở phía trước. Đèn gầm cũng là đèn LED các bác nhé. Đấy, với logo thương hiệu Mazda nằm giữa. Và các bác có thể nhận thấy được rằng là với chiếc xe này thì khối động cơ là 1.5, nổ rất êm rồi. Đấy, nổ rất êm rồi. Tất cả khoang máy, khung gầm, động cơ, hộp số của xe đó là bao zin luôn các bác nhé. Bao zin luôn cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn này, tổng thể về khối động cơ này. Đấy, rất là chi tiết để cho các bác có thể nhìn này. Tiếng máy em đang cho nổ này. Tiếng máy Mazda thì với cái động cơ 1.5 ấy thì nó rất là tiết kiệm các bạn, rất tiết kiệm, cho nên là các bác sẽ thấy được rằng là nó sẽ là lợi xăng cho các bác nào mà thích cái độ tiết kiệm, thích cái độ lành tính và thích độ bền bỉ. Đăng kiểm thì dài tận đến cầu Cần Thơ luôn các bác nhé. Đấy, dài cậu tận đến cầu Cần Thơ luôn.
đến tận tháng 12 năm 2025 này. Đấy, nhìn khoang nội thất ở cái phía này thì các bác sẽ thấy nó rộng rãi hơn một chút với cái khoảng không gian mà chiếc xe thiết kế cho người ngồi phụ đây. Tem mát xe còn zin đây, đời 2019 sản xuất tại Việt Nam các bác nhé. Đấy, đời màu đen. Rất nhiều bác là đang là thích cái chiếc xe màu đen này. Đấy, đang thích cái chiếc xe màu đen này và đang tìm những cái sản phẩm mà với cái form dáng đẹp trẻ trung này. Mazda 3 2019 các bạn. Vâng, bản động cơ 1.5 Luxury là phiên bản cao cấp nhất tại thời điểm này. Một dàn ốp mép Michelin các bác nhé. Đấy là thay đồng loạt luôn, bác chủ thay đồng loạt nên là các bác sẽ thấy được rằng là nó rất là đều xe. Đấy, form dáng xe đẹp và tiếng đóng cửa thì chắc nịch luôn. Với chiếc xe này thì nhìn chung là các bác sẽ không thể chê được về cái chất lượng đâu. Nó là một chiếc xe mà khá là chất luôn. Đấy, đèn đóm phía sau là đèn zin và nguyên bản. Nó là đèn ánh đỏ, còn phía trước đó là đèn ánh xanh. Đây là nắp bình xăng em đã mở sẵn này. Đấy, nắp bình xăng này các bác này. Đấy. Đấy, được đóng mở bằng một hệ thống điện. Và các bác sẽ thấy được rằng là chiếc xe này thì các bác đến đây thì là mua được thôi, giá em để rất tốt cho các bác. Lốp sơ cua, lốp dự phòng theo xe này. Đấy, còn lại tất cả các dụng cụ theo lốp còn. Những tấm nỉ bảo vệ nó vẫn còn nguyên bản và còn rất là đẹp các bác nhé. Đấy, thì tất cả những cái keo chỉ của xe là zin rồi. Zin rồi các bác ạ. Zin tuyệt đối luôn rồi. Mazda 3 2019. Đấy, bản phanh tay điện tử và có ghế điện rồi. Thì đây là một cái sản phẩm mà chắc chắn nó sẽ làm hài lòng tất cả những các bác khách hàng dù là khó tính các bác nhé. Đấy, các bác nhìn đấy ạ, rất đẹp luôn. Để nói về Mazda 3 thì nó cũng sẽ có rất nhiều những cái điều để các bác có thể tham khảo. Bởi vì những cái điểm mạnh của dòng Mazda 3 này thì ai ai cũng biết rồi, là một cái xe đến từ thương hiệu xe Nhật, lành tính, bền bỉ, đồ đạc thay thế dễ dàng và vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Đó là cái điều mà nó là điểm mạnh. Form dáng xe đẹp, trẻ trung, năng động, cá tính, thích ứng với nhiều lứa tuổi khác nhau. Mazda 3 2019 thì hiện tại thì bên showroom 34 Fun của em đang chào bán cho anh chị với mức giá đó là 490 triệu đồng anh chị nhé. Đấy, nó rất là phù hợp về mức tầm giá luôn. Với một cái phiên bản sedan đời cao, vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng cho anh chị lên đến 70% giá trị của chiếc xe này. Có nghĩa là nếu như anh chị có tầm tiền bây giờ nó là hơn 200 triệu một chút thôi này, em sẽ trả góp cho anh chị nhé. Mức lãi suất thì cũng rất là ưu đãi cho những khách hàng mà có điều kiện trả góp, đó là 8% một năm. Vậy thì những khách hàng nào đang quan tâm tới những sản phẩm của bên showroom em, và nhất là sản phẩm của cái dòng xe Nhật này, Mazda 3 2018 thì với tầm giá 490 triệu đồng, thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline của em Công, đó là 0964 834 834 anh chị nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt. Những bác nào mà muốn mua chiếc xe này và muốn tìm hiểu thêm thì các bác cứ alo trực tiếp tới số hotline của em hoặc kết bạn Zalo. Em sẽ chốt cho các bác mức giá thực sự yêu thương và cũng như là cho anh chị những cái phương án lựa chọn khác nhau và tư vấn kỹ hơn về những dòng sản phẩm này. Cảm ơn và xin trân trọng cảm ơn tất cả quý anh chị đã luôn luôn quan tâm và đồng hành.